Uy. Nãy chờ bác tôi chờ quá trời, tôi không nói một tiếng mà thấy sắc Ừ. con người tôi có giới thiệu bây giờ Sức con người của chị thì vẫn viễn. người tôi có giới thiệu gì Ấy à, từ 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 là gì. 1 phút 30 giây cho em nói điều này. Thôi đừng nói nữa, chặt nó. Đã mình giờ mình gửi kiểu gì đó mày yêu mày Thôi đi ra đi. đừng để xe nữa được. Cái này tầm bao lâu nữa? Nhanh rồi thôi, 10 phút nữa thôi xong. 10 phút. Thằng kia trả lời rồi đấy.
Rồi. Sắp xong gì vậy? Sắp xong rồi đó. Dạ, Út Bình đi gì? Không chưa? Xíu nữa thôi. Nhìn cho gì bác tầm mấy giờ rồi. Yeah.
Tới đây ra em. Cục bao lâu rồi trời.